nhìn cái không đó anh sợi ngắn từ anh nhấn mạnh nhỏ mà không biết làm sao nhỏ cho anh hai cái bây giờ tao đưa tiền cho anh ơi thằng này nhỏ cho anh hai cái anh đưa tiền được một sợ bên trái kìa một sợ kìa đấy đấy kiểu gì có 17, 18 không có nói gì 40 mấy 50 đúng rồi 40 rồi bây giờ ok chưa rồi làm 2 lít rồi cứ, cứ từ từ để cả trả tiền đấy chứ 5 ga 2 lít đấy một cái 2000 một cái 2000 10 cái có 2 lít ô nó xui vào đây tóc ngắn rồi quá rồi không uống ngắn có nhỉ? Có nhỉ, kiếm 20.000 khó, thế ông Hạnh thì đều không khó đâu anh ơi. Ôi xong rồi. Làm gì có rồi. 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 Ra tóc đen là trả lại 40.000 nha. Đâu sao? Mất một tóc đen của anh rồi. Chưa. Nó chưa ra. Thằng này làm ăn chân thật, thật chân chính. Như anh như nãy là giờ là phải nhỏ được mấy chục cái. Chưa được. Xong rồi. Trời căng đấy nhỉ. Kiếm tiền là khó thế không biết nữa. Chết với cậu, chết với cậu. Xong rồi. Chết với cậu. Xong rồi. 20. Đâu có nhỉ? Bay mà mất rồi. Đây, trên tay em. Đây. Rồi. Cả tỉnh gốc thế. Luôn, cả gốc rồi tính lên 10.000 nữa. Ôi, cả gốc luôn này. Xịn luôn này. Thôi xong rồi lại ăn được 50.000 nữa. Bộ đâu này? Tóc đen à? Tóc đen 4 sọ đấy. Tóc đen là trả lại chính chủ à? Chết mà. Xong rồi, thôi. Thôi, thưởng cho 10.000.